Đỗ Dũng xin chào khán giả của Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Cảnh sát đụng độ người biểu tình ở Ukraine, 19 người thiệt mạng. An ninh Nga thả thành viên ban nhạc Pussy Riot. Edward Snowden được bầu làm lãnh đạo sinh viên một đại học ở Anh. Thưa quý vị, đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm thứ Ba làm ít nhất 19 người thiệt mạng và quảng trường trung tâm thành phố chìm trong biển lửa. Các cố vấn của Tổng thống Viktor Yanukovych cho biết ông sẽ đọc một bài diễn văn sau khi họp với phe đối lập. Thời điểm và chỗ đọc bài diễn văn vẫn chưa được thông báo. Trước đó, ông Vitaly Klitschko, lãnh tụ phe đối lập, đã đến văn phòng Tổng thống Yanukovych để nói chuyện sau khi xung đột xảy ra đêm thứ Ba lan sang ngày thứ Tư. Làn sóng bạo động nơi này ở Kiev là kết quả của các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài mấy tháng qua. Người biểu tình phản đối chính phủ của ông Yanukovych vì không tham gia Liên Âu, trong khi chính quyền muốn ngả về phía Nga, quốc gia láng giềng từng cai trị Ukraine 7 thập niên sau Thế chiến thứ hai. Cảnh sát xác nhận bạo động lan tràn ra các vùng phía tây thủ đô Kiev khi một số người biểu tình tấn công cảnh sát và các văn phòng chính phủ. Người ta nghe thấy nhiều tiếng nổ ở Kiev nhưng không biết đó là do người biểu tình bắn pháo bông hoặc do cảnh sát bắn ra. Hai thành viên ban nhạc Pussy Riot đã bị bắt trong một thời gian ngắn hôm thứ Ba tại Sochi, nơi Thế vận hội mùa đông đang diễn ra. An ninh của Nga bắt giữ hai ca sĩ Maria Ayokhina và Nadezhda Tolokhonnikova sau khi tình nghi hai người này ăn cắp tại một khách sạn. Sau đó cả hai ca sĩ này đều được thả. Cảnh sát nói qua một thông cáo báo chí rằng chúng tôi đã hoàn tất khám xét khách sạn Adler vì có người bị mất cắp, tuy nhiên không có ai bị giam giữ cả. Theo ông Pete Velidrop, chồng của ca sĩ Maria Ayokhina, trong lúc hai ca sĩ này gặp gỡ báo giới thì cảnh sát đến bắt họ. Ông kể với các nhà báo rằng hai ca sĩ này bị đè xuống đất, bị đánh khi họ từ chối trả lời thẩm vấn của cảnh sát trong khi chờ đợi luật sư của họ đến sở cảnh sát. Ca sĩ Nadezhda Tolokhonnikova tweet cho các ủng hộ viên của cô biết như sau: tôi bị đánh ngay trên sàn nhà sở cảnh sát, ngay trung tâm thành phố Sochi. Nhóm nhạc Pussy Riot từng hát trong một nhà thờ chính thống giáo ở Moscow những bài hát chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Sau đó họ bị cảnh sát Nga bắt và tố cáo tội vi phạm thuần phong mỹ tục và bị kết án một số năm tù. Ông Edward Snowden vừa được sinh viên trường đại học Glasgow ở bên Anh bầu làm lãnh đạo sinh viên của trường. Sinh viên đại học Glasgow nói rằng họ đề cử ông Snowden nhằm đưa ra quan điểm về quyền dân chủ. Trong một thông cáo báo chí, Hiệp hội sinh viên của trường cho biết: chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi ủng hộ ông Edward Snowden và những người dám lên tiếng nói lên sự thật, cho dù họ là ai và đang ở đâu. Ông Snowden là cựu nhân viên làm việc theo hợp đồng cho cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ và cũng là người bị tố cáo đánh cắp và công bố hàng triệu hồ sơ mật liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Hiện ông đang bị chính phủ Mỹ truy nã và đang cư trú tại Nga với quy chế tị nạn tạm thời. Các sinh viên cho biết trước đó họ đã liên lạc với ông Snowden qua đại diện của ông và ông đã đồng ý nhận chức vụ đại diện sinh viên. Trước đây, sinh viên đại học Glasgow từng bầu chọn bà Winnie Mandela, cựu đệ nhất phu nhân Nam Phi, làm đại diện cho mình. Anh hiện có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ, cho nên chuyện ông Snowden đến quốc gia này làm việc là điều khó có thể xảy ra. Hồi đầu năm, hai dân biểu Na Uy cũng đề cử ông Edward Snowden cho giải Nobel Hòa Bình năm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên Người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.